Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp đực xin khú các bạn. Đó, khung vàng có nha, xin khú nè các bạn. Bỏ đồng nha, yếm dậu nghiêm chỉnh nè, sẽ tích đúng nè, không lan giá các bạn. Đó, xương lớn, đòn dài, bạc gu, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, giá hai hòn nha các bạn. Bò hả đồng đó, được xin khú nữa các bạn không đó, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, được xin khú với mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết, giá hai hòn, lưng khẳng, đòn dài, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh các bạn, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh. Được xin khú này cao 1m3 bò các bạn, được xin khú này cao 1m3 bò, đích thì cao 1m36, giá hai hòn, bạc gu, đòn dài, cao 1m3 bò, đích cao 1m36, giá hai hòn đòn dài này các bạn. Đó, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh các bạn, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, bò hả đồng nha, chân móng đồ hoàn thiện các bạn. Anh em nào có nhu cầu mà vỗ béo thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình, comment dưới màn hình các bạn, dưới màn hình video, chân móng đồ hoàn thiện hết nè, lưng thẳng đòn dài, yếm dậu nghiêm chỉnh, cao 1m3 bò, cao 1m3 bò các bạn. Cặp đực xin khú này thì chủ báo giá là 39 triệu các bạn, 39 triệu cặp đực xin khú lỡ nha. Bò này anh em về vỗ béo nhanh nha, nó có khung tàn sẵn nè, cao 1m3 bò, đích cho 1m36, cao 1m3 bò, đích cho 1m36, chân móng đồ hoàn thiện, sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá nha các bạn, sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá nha, được xin khú, cao 1m3 bò, đích cho 1m36. Cặp đực xin khú này thì chủ báo giá là 39 triệu các bạn, 39 triệu. Xin lỡ nha các bạn, bò xin lỡ nha. Giá hai hòn, yếm dậu nghiêm chỉnh, sải tích đúng, đòn dài. Đó, sải tích đúng, đòn dài. Đó, bạc gu. Cao 1m3 bò đích cho 1m36. Đây còn tiếp theo nè các bạn. Con này thì cao 1m27, đích cho 1m32. Cặp đực xin khú này thì chủ báo giá là 39 triệu các bạn, 39 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình, comment dưới màn hình. Đó, yếm dậu nè, nghiêm chỉnh nè, lưng thẳng đòn dài nè. Sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đực xin khú này thì cao 1m27 bò, đích cho 1m32. Đòn dài bò hả đồng nha các bạn. Khung tàn có sẵn, ăn uống rất giỏi, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh. Bò này có dàn khung dàn tàn sẵn, anh em về nuôi dỗ béo nó mau nha anh em. Giá 39 triệu cặp đực xin khú này các bạn, 39 triệu. Đòn dài nè, sải tích nghiêm chỉnh nè, không lan giá nè, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Không lan giá này, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết nè. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh luôn. Xương cối, cặp đực xin khú này thì giá 39 triệu nha các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đòn dài nè, đầu chà má, giá hai hòn hai trứng đang khui nè các bạn không. Đó, hai hòn hai trứng đang khui nè. Xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn, xe mặt xe lưng đồ thì nghiêm chỉnh hết, xe mặt nè, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 39 triệu cặp đực xin khú nè các bạn, 39 triệu xin lỡ nha. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu mà vỗ béo thì cứ liên hệ các bạn. Bò này thì anh em về vỗ béo nó nhanh nha, khung tàn đồ có sẵn anh em, bò hả đồng nha. Đó, bò này về chúng ta thêm cám vô nó là mau mầm nè các bạn, mau lên lắm. Đó, cặp đực xin khú nè, con cao 1m27 bò. Đó, con cao 1m3, giá 39 triệu các bạn, 39 triệu. Đó, bò này còn dặn bò lỡ hết nha các bạn, dặn bò lỡ nha. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là cặp đực xin khú lỡ, con thì cao 1m3 bò, đích cao 1m36, con cao 1m27, đích cao 1m32, giá 39 triệu nha các bạn, 39 triệu. Cặp đực xin khú này chủ báo giá là 39 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video.
gặp được sinh khấu cho báo giá 39 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.